món gì thì làm. Cá sặc này anh nghĩ chắc nó bình thường là ngon. Còn mớ đây nè, có một con cá chê bự à. Con cá chê nè. Còn nhiều cá sặc với cá rô, cũng có mấy con cá rô bự bự. Cá rô cũng ngon ha. Cá rô đồng cả nhà. Cá rô. Để em mần đi, mần sạch sẽ xong rồi coi làm món gì đi đây làm. Gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chiều hôm nay gia đình mình sẽ làm mấy món để ăn cơm chiều. Đây là phần cá hồi sáng chú Út với cha với anh Khải với anh Quông đi tắt đè nè. Được băng mần ra hết rồi nè, còn được nhiêu đây nè ha. Với lại một con cá chê. Thì con cá chê này với lại băng lựa ra mấy con cá rô với lại mấy con cá sặc mà nó hơi bự bự một tí thì mình sẽ nấu canh chua với lại bông súng. Còn những con nhỏ nhỏ đấy mình sẽ chiên giòn và chiên muối xả đó, muối xả ớt để chiên. Rồi đáng lẽ hôm nay là không phải một con cá chê này không hả Út hả? Nhắc lại mà mấy chú cháu mình còn tức mà. Thấy rồi, tức là mình một đầu là Út bắt dính một con rồi. Rồi cha với Út thấy thêm một con ở đầu đằng kia. Nhưng mà đến khi mà tác cạn xong mà mình mò không dính. Mất tiêu cá chê đó luôn. Mất tiêu luôn. Chắc nó bò qua cái đập, qua cái hầm bên kia. Vậy đỏ đỏ dạ. Ảnh mất đi như chưa từng xuất hiện. Trời ơi. Thì dạ. cái phần cá này là những gì là con với Út với cha có thể là được có nhiêu đây thôi. Sáng mua nhiêu xăng? Đâu có mua xăng cù của cha, cũng như là không đúng chi phí, tại tiền của cha mà. Bỏ công là tí phải không? Đúng hơn tí, mà phải nói cá sặc ngon ngon không à, mập mập không à. Quá chi mập luôn. Mà hôm nay thêm một cái là canh chua mình chỉ nấu với bông súng thôi. Phần bông súng này hồi nãy sẵn mình dơ cái Quông có đi bẻ một ít này để mình nấu hai tô canh chua. Nước sôi lên cứ bỏ con súng vừa dợp lại là rớt. Dạ, đúng rồi đó. Ăn nó giòn. Nói chung món ăn buổi chiều nay là chỉ có tốn tiền mua rau này thôi nè. Dạ, rau niêm hồi nãy con mua 5 ngàn. Còn ở nhà mình tốn tiền rau quế nè. 5 ngàn rau niêm đó. 5 ngàn, rồi xong. Nãy em hốt ít ngò rai nè. Ngò ôm với lại quế. Cá thì dưới hầm thiên nhiên mà cũng của cha, xăng của cha, mái của cha, thì của cha, đất của cha, bông súng trồng trên đất của cha. Cô Tiên cười kìa. Trời cất trên đất của cha. Đào cũng của cha, gạo của cha. Đúng không? Tính ra mà không có gì chân chẳng. Ông ngoại là sao? Ông ngoại là sao? Tốn 5 ngàn. Cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Cái gì cũng có của mà mãi. Cái phần này thì canh chua này ha. Chua đó. Từ lúc mà mình nghỉ tắt đè xong là mưa tới giờ luôn. Là vừa tạnh là giờ này tầm 4 giờ chiều này cả nhà. Băng với mấy chú cháu mình ra đây nấu ăn. Thì nói chung là trời mưa mưa này ăn canh chua cá sặc bông súng này thì con nghĩ là ngon đó Út. Em. Dạ. Quá em luôn. Ông Út có làm tan máu bầm không? Phải làm chứ. 5 ly Út hả? 5 ly. Tan máu bầm. Cô Tiên hôm nay là chỉ nhìn dượng dựng hai là bầm ớt thôi chứ không có làm gì được hết hả con? Dạ. Yeah. Cô Tiên tính là không đúng mà cô Tiên sợ giơ tay. Phải không? Anh thấy đèn đen kìa. Thấy đèn đen. Đèn đen kìa, bỏ đảo luôn. Súng nó dính có rong đấy. Có rong á. Muốn súng mời bạn ăn nha đi. Cười. Cô Tiên chuyến này bệnh mau hết nè. Một ngày một đêm là qua hôm sau là bắt đầu giảm là hết luôn đó. Bữa nay là hết luôn. Khỏe chưa con? Khỏe hả? Đi giá chơi với cha được chưa? Được rồi. Chắc còn hơi yếu cho cha. Còn hơi yếu nữa hả? Vậy còn hơi yếu rồi phải để cho thiệt mạnh. Ấy đờm. Còn hơi đờm hả con? Hơi đờm. Khỏe. Bên đây thì Băng bắt đầu ướp cái phần cá muối. Cá này thì em có ướp miếng nước mắm cho thơm này ha, miếng muối cho cứng con cá nè, hạt nêm với bột ngọt. Rồi anh sẽ cho miếng màu điều vô để tạo cái màu với lại cho nó thấm, dễ thấm gia vị á. Cá này thì chiên cũng mau, nó cũng mỏng á, mình không có sợ khét cho mấy. Băng dặn miếng đường cho nó đầm lại cái vị. Chiên làm sao mà nó giòn, nghe nhai nghe cái rượu vậy đó. Cái rượu á. Này băng trộn cho nó đều gia vị nè, hơi tí anh Khải ảnh bầm xả với bầm ớt xong đó. Cái băng sẽ cho xả với ớt vô sau, tại vì bỏ xả với ớt thì phần gia vị này sẽ rút vô trong xả không à.
nó không có thấm như con cá. Ăn trộn cho thấm hết rồi ban mới cho sả vô cho thơm. Mấy cái món đồng quê nhưng mà nhìn cũng gọi là bén lắm chứ. Ngon á, anh thích cá muối chiên mà muối sả nó thơm. Anh Khải bằm sả nhuyễn quá nhuyễn ha. Quá cho nhuyễn. Rồi bằm cho sả vô để ướp cho cá nó thơm ha. Rồi, một ít ớt luôn ha. Rồi, cho miếng tỏi đi cho nó thơm thơm. Êm. Êm chưa? Êm rồi. Mấy cái món cá này mình phải chế biến vậy mình ăn nó mới đỡ ngán. Chứ cá sặc này kho kho ơi nhỏ thôi chứ ăn nhiều quá cũng ngán lắm. Chiên là êm nhất, chiên hoặc là xay ra làm chả. Với lại em biết. Mình sẽ vũ vũ bóp bóp cái sả để vô đây nó hơi bị cháy cháy á, cháy cháy. Tí cái phần sả còn lại mình sẽ chiên sau. Mình thấy mấy con cá sặc mập mập mình ham chứ mấy con nhỏ nó giòn hơn, chiên là nó giòn hơn. Nuôi nghe cũng dễ. Dạ. Mình bắt cá thì mình phải bắt con bự chứ con bự thì nó không có giòn bằng. Chiên không đúng thế bằng mấy con dừa dừa nhỏ. Mấy con dừa dừa nhỏ nhỏ. Em coi mới ớt anh Khải, mới khen anh đâm ngon rồi, em nhìn thử bữa nay em không? Ôi ơi, nè băng. Có dễ hả? Có dễ à. Em thề lắm. Dạ. Mấy chớ anh Khải? 5 trái. 5 trái. Anh mềm cá chìa trắng nó không chua lắm. Dài dài. Thơm quá trời luôn. Thơm quá trời cả nhà. Bên kia băng đang chiên Út Thiện với lại anh Khải đang lặt cái phần bông súng cho nó vừa ăn luôn. Rồi mình thả vô cái nồi canh chua. Gần cái gần nồi canh chua gần chín chưa em? Chín rồi nè, dớt rồi nè. Dớt rồi hả? Ăn cá chê là chút nữa mới dớt được. Cá rô nứt thịt ra luôn rồi nè. Ừ. Ở đây lặt bông súng chứ phía sau là chén đồ dọn sẵn hết. Mọi người bữa nay đói bụng rồi, trời mưa lạnh lạnh gì mau đói lắm. Nhất là trời mưa buổi trưa nghe mà nằm thiêu thiểu mà ngủ được giấc đi thức gì đó bụng liền. Út nãy ông ngủ thức dậy thức dậy bụng á, ngộ nãy thiệt đi về. Dạ nhiều khi mình đi làm công việc á mình có thể mình quên đói nhưng mà ngủ trưa thức dậy là con thấy là con cũng hay bị tình trạng đó, ngủ trưa thức dậy là kiếm gì ăn đói bụng. Đói bụng lắm. Giống em không anh Khải? Không giống. Tại vì người ta nói ngủ trưa mập đó. Vừa ngủ vừa mập rồi đã thức dậy còn ăn nữa. Hai bữa nay không được ngủ trưa nha. Không có ngủ trưa mà ông mơ không thấy đồ ăn luôn chưa? Đó bụng xẹt. Thiệt luôn rồi. Thôi nói trời. Mơ thấy đồ ăn thức dậy rồi bụng cồn cao chứ làm ọp 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 ọp. Dữ quá dữ. Cái đó anh Khải mơ hơi nhập tâm rồi đó. Bỏ liên bữa nay quá dữ. Mơ thấy bà nội không? Rồi mơ thấy đồ ăn luôn đó, đói bụng là giật mình thức dậy là đói bụng cồn cào chưa? Không, cái đó là thật sự em thấy ai cũng vậy, ở không mau đói bụng hơn đi làm. Ừ, đi làm nhiều khi mình quên. Dạ. Này là băng đã cho ra cái phần cá trong nồi canh chua mình hết rồi nè. Đợi Út, bây giờ băng niêm đi ha, rồi bắt đầu chừng nào mà Út với anh Khải lặt xong là mình sẽ cho vô. Đây, cái mẻ này bỏ vô một lượt, nó vàng hết rồi. Cho ra đây ha. Ừ, được. Ngon thế. Không hỏi luôn. Không hỏi. Bạn sẽ cho cái phần xả mà nãy giờ. Ghê chưa? Rớt ra ngoài. Cái mình chiên cho nó cái phần sả này nó cháy vàng lên, cái mình dưới lên hai cái dĩa cá muối sả của mình. Cái sả nó vàng thơm rồi,
trâu qua đây ha. Cái mùi này là cái mùi đúng đói bụng luôn á. Mang anh em đường với đứa em muối với dặn xíu nước mắm. Thiệt nãy anh lên nói chuyện giúp đập con súng này em niêm bên đây anh đâu có hay đâu. Chiều nay là mình có làm canh chua nè, cá muối chiên. Còn cái phần chính giữa phía trong đó là cái dĩa ốc, thì lúc mình tắt đìa cũng bắt được mấy con măng luộc lên để gia đình ngồi sương sương luôn. Mập mập không à. Rồi giờ cũng trễ rồi, gia đình mình xin mời cả nhà ăn cơm chiều nha. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Trước tiên mời cả nhà. Mời cơm lâu bữa nay mùa này mùa nhậu nữa rồi. Mời cả nhà vô một cái cho nó nóng nóng má vô. Dạ. Mời cả nhà nha. Mình nãy thử rồi. Ngon trời. Ngon thiệt đó. Ăn nguyên con. Ngon. Mình chiên lên giòn gì dễ ăn xương. Ngon luôn à. Cá sặc này mập thiệt. Lúc mặn á cầm khác cá sặc lúc trước ngon. Đậy thật chắc. Ngon quá. Im à. Ngon. Hấp bên chùa đã quá. Trời mưa mà ăn món này quá trời ngon. Này đúng hương đồng của nội. Thôi chứ không có thời gian á, tại mình làm muộn lần mưa nữa, chứ cái này bầm ra làm chả thôi. Món chua cũng ngon. Dạ. Nhiều mà. Cá với ao bắt lên, bông súng cũng với ao nhổ lên. Rồi. Chưa làm nổi lại luôn. Có ngoại cũng được nữa. Gọi lại như là muốn ăn gần như là không độc. Dạ. Yeah. Úc hồi nãy Úc nói là canh chua là mình sẽ uống 5 ly. Rồi băng luộc thêm phần ốc 5 ly nữa là điếm nha Úc, 10 ly nghỉ nha. 10 ly uống tới 20 lần lận đó. Nói không lòng được, bây giờ tính nè. Sáng 4 người. Mấy tiếng, 2 tiếng không? Uống 12 tiếng là hết ngày trong rồi đó. Ngày trong người 200, trời ơi. Ngặt cái giờ không ai mướn hết trơn thì mình đâu có tiền đâu cha, thì bỏ qua nó đi. Hay quá, hay quá. 8 tiếng rồi ngày công 200 ngàn rồi đó, người 50 ngàn. Với điều kiện phải có người mướn, mà ngặt cái bây giờ không ai mướn trơn thì mình cũng như là không mướn có. Còn xăng thì anh để đó lâu ngày nó bay hơi. Dạ. Nói chung là bữa nay chỉ lỗ 50 ngàn thôi. À, sao lỗ không ạ? Cha để tiền trong túi. Cha để tiền trong túi đi tắt đìa mất tiêu 50 ngàn. Này ý tưởng của anh Quang đền đi.
Cái hàm đó hay là ngoài bọng lúc mà rửa mình á. Dạ. Có thể bây giờ mình đổ vô 30 ngàn xăng mình tát mình kiếm lại 50 ngàn được không cha? Ý tưởng táo bạo á. Cái gì tiếng Anh gọi là gì anh gái? That good idea. Như đạn không? Tiếng Anh không miếng tiếng Anh nữa trời. Tính ra như anh Khải là tiếng Anh là như đạn phải rồi, tối về chia ly dạy cho. Chữ tao tiếng Anh không biết nghe quen á. Yeah. Anh Khải tiếng Anh nó đi Mỹ được luôn hả? Anh qua tới Mỹ tho bị người ta bắt lại rồi. Em phải nói đi American. Trời 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 trời. Dữ dữ. Quá dữ. Rồi không hơi xa. Vô. Trời Út uống thấy ngon quá. Tan tan cục nào chưa Út? 10 cục rồi, tan 2 cục rồi đó. Út nói là tắt đều, hôm nay là bị sao Út? Dính máu bầm. Dính máu bầm Út? Đánh tan máu bầm. Dạ. Giờ nó bị tới 10 cục luôn hả? 10 cục 5 ly á. Uống cục 2 ly á. Qua nhiều. Cá còn giòn không ba? Giòn. Đi dạy về kẹt kẹt có cá sặc muối chiên với lại nấu chua ăn cũng được ha chị Ly? Quá được luôn. Béo luôn. Anh ấy là chị Ly là mần tích cực luôn á, mần mần tới mưa ướt nhẹ phát trơn luôn. Đông người mần cũng nhanh. Ngon, ngon. Cá sặc chiên ngon im, quá im. Dạ. Ăn cho đủ là như bầm không bằng đâu bố ơi. Bầm cá dạ. Dạ. Bầm ăn không có ăn bầm ăn đỡ với tụi chút mua. Chiên ngon không? Cá chiên gì nè, giòn như là thơm xạ. Nấu nó bầm là bầm để nấu canh á. Dạ. Nó như cái mùa này nó không hôi hôi rong bằng đầu mùa hơn ta. Cái mùa nào ăn hôi rong có được mình nhớ. Hôi rong là cái mùa tháng hạn, cũng tháng này mà. Tháng nào cũng được á. Nó hơi cỏ. Ở trong clip mình chắc nước ra nước vô nó không đâu hôi được. Con nghĩ vậy. Với lại đủ nước á, thường thường bắt cá cạn cạn á, mấy cá đó thì nó hơi. Với lại mình mần cũng kỹ, cạo rất là kỹ luôn, cạo trắng tươi. Chưa thì lấy. Nó sạch là cạo từng con. Đó mè. Chan vô miếng canh chua ăn. Uống rượu vô cái nó đắng vào miệng quá. Nó có hai cọng mông súng nó mới chịu. Có đầu có trứng không nè, cá sặc. Đã. Con cá mập. Con cá mập. Con cá sặc cái thịt nó cái bề lưng nó dày ha. Tại cá nó mập. Mập thiệt. Lớn nhiều mà thịt nhiều. Mình mần mình biết cầm nó dậy tay á. Biết cá mập không? Được đó, con nuôi mấy lần rồi đó. Cắm câu nó lại ghẻ rồi mồi. Cá mập cỡ đó đó. Rồi thì chưa em chị Ly thì nghĩ là tại mình rửa chén á. Mình rửa chén cái đó nghĩ rằng rửa chén cái dầu mỡ cái nó đớp. Đớp cái dầu mỡ nó em nghĩ vậy. Thường thường ai ăn dầu mỡ đồ nhiều là gì mập á anh Khải. Nó mập thiệt không? Mập thiệt quá. Cầm cái cân cổ, cha nó như trâu cổ vậy. Nhiều cá mình uống quay mà cầm cá đã không bự lắm. Cái bề lườn này nó rất là dày luôn nè. Út ơi, nói chứ tranh thủ ăn ốc nha. Út cha mẹ người con đi mập mập mà. Mình có ít ăn ít. Con ốc nhồi cái. Ăn ốc gì đó không biết nữa. Là sao cha? Tại nghe nói hình như người ta nướng ốc ăn. Có đó có bệnh gì con biết con ốc ma mình á, nướng ăn mà quý chị bệnh gì con quên. Nướng để nó bóc nó lên xong là bắt ăn nướng ăn liền vậy á. Khớp. Bệnh nhất hả mẹ? Khớp. Dạ. Khớp. Chấm muối ớt chanh nó ăn chủ yếu là chất nhờn á. Dạ. Cái con ốc đó nó nhớt lắm mà. Nó nhớt nhớt á, ăn dạ. Sống mình á. Cũng đồn không, cũng đồn không thời gian hô nó nhập ra ngoài miền ngoài nhiều thịt ăn đâu có. Ôi. Ốc hồng lên. Nói cái vụ ốc này mưa này nè, theo bụi chuối á cha. Thường thường mấy con ốc đó ha, nó theo bụi chuối nó sinh sống nhiều lắm. Nó đẻ lắm. Có người ăn cái đầu nó ăn dọn xào lăn á, Con cũng từng ăn nướng rồi nè, từng ăn xào lăn rồi, phải ngon lắm. Hầm viên. Chị rửa bằng đường phèn không còn một miếng nhớt luôn. Vậy hả? Dạ em lúc đó đi học. Đường phèn hả?
đúng rồi, phèn chua chứ lộn, phèn chua luộc, con luộc ra xong đúng không? Dạ. Con lấy ra con lấy chanh mình á. Dạ, chanh với phèn chua rửa một cái, Út ăn giòn khấu luôn, xào lăng, bỏ củ hành vô một cái ngon dữ dằn lắm. Anh đang ăn xào lăng với xào củ kiệu á. Anh ăn rồi ha, ngon lắm, giòn lắm. Em thì ăn nướng, cái đó nướng là em phải nướng bằng cái dĩ mà bằng miếng thiết luôn á, cho nó khô cái dạy cái nhớ luôn. Cái nhớ. Đúng rồi, em nướng. Chứ đừng nướng bằng cái dĩ lưới mình. Nướng bằng cái dĩ bằng miếng thiết mình đó. Không, bây giờ nướng bằng dĩ lưới lấy tô đá hứng nhất được không? Nhớt dữ dằn lắm con. Dạ. Cái lúc làm á, mà món xào lăn á, như Út nói đó, luộc mình luộc lên xong mà mình rửa chanh với lại phèn chua đó, trời ơi nhớt dữ lắm, nhưng mà rửa ra rồi mất một cái nó sạch một cái nhìn nó ngon lắm. Ăn giòn khấu à? Dạ. Tôi có Út thấy Út đi làm á, thấy là Út bắt về Út gọng. Dạ. Rồi bạn bè nghĩ thằng nào thấy gọng cứ đùa phùng khẳng chừng nửa xô nó một ly nó bắt đem mà hai con nướng ăn nè, nó thấy gì tao đi vô ngoài uống người nó bắt về cũng con cha hả? Khu vực này nhiều lắm, gọng chết queo chết luôn. Dạ. Ít nhất phải được 4-5 kg. Băng nhớ mình bắt nhái không? Nhiều á, có phương nhiều với lại ra phía bờ ruộng bên kia. Cái bờ ruộng trước cửa nhà nội á là nhiều lắm luôn á. Là nó chi chích luôn. Còn rồi mình để cỏ nó ăn nó đâu chết á. Dạ. Con đó nó để sống ghê lắm, sống dài lắm. Mưa cá tấu nó bòi ra. Dạ. Nước là bắt bồ chuối. Thằng con nào nó bự bự gì nữa. Nó đùa ăn rau cá con nó từ trong vùng trên ra là cát. Từ trong cát. Dạ. Dạ. Rồi bắt trứng nó từ cấp 3 đó, hồi đó dưới gò quao là hồi nhiều chưa, hồi xưa mà không có nhà tường ít lắm, bây giờ nhóc đại từ cát ra không đó, trường cấp 3 người ta bơm cát lặn đi trường học đó, còn còn bằng bắt ở dưới đem lên nhà cô hai nhậu nè mới biết á. Hồi đó con ấy sợ lắm, nhìn ghê mà còn nhỏ lắm, sợ lắm. Dạ hồi đó mình thấy ốc mình không, mà thấy nó đó sợ. Hồi đó đi đại hội cháu ngoan Bắc Hồ á. Sao? Lúc mà thấy chú bố cháu ngoan Bắc Hồ luôn á. Đi lúc mà vào thị sĩ rồi đó. Đó. Đi xuống dưới tắm cái nước trời ơi, ốc nó ngấu cho mình sợ. Tại hồi đó mình thấy ốc mình quen. Hoặc là ốc ma. Ốc ma. Sơn. Sơn ốc ma. Đúng không? Sao mà con có một cái tên gọi khác là ốc hương là đúng không cha? Ốc hương khác à. Vậy hả? Vậy sao bên vậy mà bên con gọi là ốc hương? Nó bông gì vậy á mà nó nhỏ. Nhỏ nó tròn tròn á. Vậy hả mẹ? Ừ, nó tròn tròn nó sáng sáng á. Vậy là tròn tròn. Sai lầm. Con ra tính là gọi là ốc hương nữa. Mà cũng ốc hương thì nó cũng bự được cái. Mà nó tựa không cha? Con thấy nó tựa. Bông giống vậy. Bông nó bông vậy. Dạ, nó dạ. Nhỏ nó không lớn. Ừ. Tìm dạ. Ốc nó ăn hơi bị khó. Nó hơi dài. Ngon lắm á, dạ. Hiếm lắm ốc đó. Hương nó thì giống biển thôi. Hương ốc biển hay nước ngọt ta. Mình đây chứ không phải biển đâu. Ốc nếu mà hai loại là có ốc biển có nước ngọt cái ấy nữa nha. Con chỉ có biết ốc hương nước biển mát lắm nghe, mát lắm, nó ăn giòn, nó ăn giòn. Thì con không biết, con cũng ý tưởng giống như con nhé, con tưởng là con ốc hương là ốc sên mình. Dạ, bên em nghe cái ốc hương có người kia ốc sên, nhưng người ốc ma. Mình đi về đường nó hay có bán nó nhỏ vòng gọn gọn, mát lắm á. Ốc hương không à? Nó có hai loại đực loại cái. Có con béo là cho để đuối. Ăn miếng đó đi. Bà con sên á là ông ma là không có mày nha. Không mày. Ủa, vậy hả? Dạ. Đúng rồi. Lật ngửa lên. Dạ. Lấy hột muối. Dưỡng ốc chừng mà lớn rồi leo mua bỏ vô đi. Láng tan thành nước hết trơn. Cái thịt nó cũng tan luôn. Tan hết thành nước luôn. Cái thịt tan ốc hả cha? Không còn cái gì trỏng nữa. Uống ngộ trời. Là trong bóng nước không? Là khoảng chắc bằng nãy giờ mình ăn cơm, nếu bự thì chưa đâu, còn kiểu bự hơn này chút là cỡ này. Gì hả? Cỡ này nè ha, cỡ này ha, là bằng nãy giờ vô ăn cơm người ta ăn hết trơn. Bây giờ nó nói đâu tin. Thằng Mẫn hối làm ngay trước mặt là lao với hối luôn. Ốc hương hết trơn. Là có ốc mà. Ốc sao mà. Bỏ gì vô nãy? Muối. Hột muối. Muối bên á. Bữa nào làm thử là cha thấy trước mắt luôn hả? Nó hột quá hả? Bữa nào mình làm thử cái đó giờ không biết. Không biết, nói nghe cho nó rồi. Rồi để chút xíu nó tuôn nhớt ào ào ào, trời ông trước mắt tao là thịt đồ tan luôn hả? Ờ mất hết trơn. Muối là na chi cà lâu lua. Giáo sư biết tốt. Đu ngộ mà. Muối không na chi là gì chạy? Na chi đúng rồi, na chi cà lâu lua. N A C O 3. O 3. Đúng rồi. Vậy hả? N A C L 3. Na chi cà lâu lua. Sen L gì đó.
mà ông hỏi cái vụ đó để làm chi, để cho phức tạp gì nè. Tự nhiên cha nó bỏ hồng hối vô rồi để cho lòi ra những người không biết đâu nè. Rồi nãy giờ nói gì chừng bậy cho người đó. Hỏi là có thể cái hồng hối nó cái chất gì để phản ứng hóa học để mà nó tan. Phân tích kỹ quá. Nó tan chứ nó không có tổ hả? Cốt là acin làm mấy cái cộng oxygen thành H2O. Oxygen là mà. Oxygen cộng với lửa là gì ta? Hả? Ở đâu đó? Lửa. Lửa ba. Ra với bằng C2H5OH. Rồi bằng kèm bẹp. Hai bữa nay cũng tốn tủ cho nói không nói mắc cười mà cười mới mắc cười nè. Vậy là hóa học mình quên nè.